Nếu dùng một từ để nói về khóa học Become MBRT thì sẽ là khóa học đã giúp em dậy thì thành công. Từ một người mà sẵn sàng mặc đồ ngủ đi khắp Hà Nội, em trở thành một người mà đến đi đổ rác cũng phải thần thái. Và ngoài ra thì từ một người mà nhút nhát, rụt rè thì em đã có những kết quả nhất định trong công việc và dám thể hiện mình trước đám đông. Đối với em thì thầy Hiếu là một người năng lượng. Thầy lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực cho học viên và lúc nào gặp thầy cũng cảm giác là nguồn năng lượng tích cực của thầy là vô tận. Kết quả của em nhận được sau khóa học đấy là em đã tham gia khóa học Become MDRT chỉ 10 ngày sau khi lót code và em đã trở thành MDRT chỉ sau 5 tháng làm việc đầu tiên tại Manulife. Em đã có 42 khách hàng trong 6 tháng làm việc đầu tiên. Em trở thành top 1 đại lý có nhiều hợp đồng nhất toàn miền Bắc của MV Group Manulife và được tuyên dương tại hội nghị đại lý mới của toàn MV Group miền Bắc. Giá trị tuyệt vời của khóa học mà em nhận được đấy là không chỉ trong công việc với những cái kết quả mà em đạt được mà còn là trong cuộc sống. Em đã có thể thay đổi bản thân mình. Em mọi mối quan hệ xung quanh em đều trở nên tốt đẹp hơn và hiền hòa cũng làm cho cuộc sống của em trở nên rất là tuyệt vời trong khóa học. Và em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy Bùi Xuân Hiếu, người tạo giá trị, người tạo ra những học trò tỏa sáng. Em tin rằng thầy sẽ tạo ra nhiều MDRT nhất trên thế giới.